Tôi xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình là Nara Nguyễn và rất vui khi gặp mọi người. Và trong một năm mới 2023 thì Nara xin chúc mọi người sẽ đạt được nhiều thành công hơn trong cuộc sống và sẽ hoàn thành được rất nhiều mục tiêu đã được đề ra kể từ năm 2022 và đến thời gian trong tương lai nữa sẽ hoàn thành chúng trong cái việc sớm nhất có thể và sẽ có một cuộc sống tràn đầy năng lượng hơn và sẽ được mọi việc nó phải thuận lợi và như ý muốn của mình nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi đến phần chính nào. Trước tiên đó, vậy vào intro cái đã. Let's go! Đây là trên tay của Nara đang có một đôi giày mà khi mà các bạn nhìn cái box các bạn đã thấy được điều đặc biệt rồi đúng không? Đây là đôi Nike SB, một trong những dòng giày skateboard mà hiện tại thì Nike họ chỉ làm những đôi này á nhằm mục đích là giúp cho các bạn đi chơi xuống phố các bạn đẹp hơn thôi. Và hoặc là các bạn muốn đi đâu đó bạn có một đôi giày nhìn nó đẹp một tí. Bởi đơn giản là họ cho ra rất nhiều những cái colorway này, những cái chất liệu, những cái ý tưởng khác nhau và làm đôi giày khá là đẹp, nên là chúng ta sẽ rất là không muốn nó để bị chày, bị xước, nói chung là để cày trong những cái việc mà khi các bạn trượt ván á. Nói chung là bây giờ chỉ là trong mục đích là các bạn để đi chơi là nhiều ha. Đầu tiên các bạn sẽ xem cái box trước đã. Đây là một cái box của những đôi SB thì nó bao gồm nó sẽ có nhiều lắm. Nó sẽ có một cái vân màu, các bạn thấy là xanh nè, xanh lá nè, xanh dương nè, đỏ và vàng nè. Đây sẽ là một trong những cái box mà các bạn sẽ thường thấy nếu như các bạn hay mua những đôi SB. Nike Swoosh SB màu trắng. Nó còn cái box màu tím nè, màu xanh ngọc, màu đen nè. Rồi nó còn một vài màu nữa mà mình cũng không có nhớ rõ nữa. Mình sẽ để hình đây các bạn xem tham khảo ha. Xung quanh thì các bạn sẽ có phần thêm tag nè. Ở đây thì cái size mình là size 9 nè. Đó, thì các bạn xung quanh thì cũng các bạn sẽ có những cái sọc màu á. Nó cũng đơn giản thôi. Nó giống như cái hộp Nike đỏ nhưng mà cái này thì nó làm là một tí cho nó đẹp hơn. Ở đây các bạn cũng sẽ dạng mở nắp luôn, mở nắp lên thế này. Đó, cái phần giấy gói của những đôi SB khá là đẹp hơn ha, xịn hơn, nó dày hơn một tí và nó có kiểu lan 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 thế này, rất là đẹp, giống như cái vân gỗ á. Các bạn mở ra thì sẽ thấy đôi giày chúng ta nằm ở đây đó. Rồi thì không cần phải nói chi sâu xa, các bạn nhìn cái màu này thì nó tẹp với lại cái màu của đôi giày thì các bạn nghĩ là nó chỉ là một cái sự trùng hợp thôi nha, thì nó cũng không phải là giống cái màu của cái hộp đâu. Cái hộp này thì có rất là lâu rồi, cho những đôi SB khác cũng dùng cái hộp này mà. Cái này sẽ là một colorway của nhà eBay và nó đã có từ năm 2003. Và với một cái ý tưởng ngày xưa là đã có ý tưởng là sẽ cắt đôi giày thành nhiều mảnh và sau đó sẽ ráp lại tạo thành một đôi giày. Nhưng mà các bạn biết là ngày xưa đến giờ thì công nghệ nó sẽ thay đổi, mãi đến thời điểm bây giờ thì mới có một phiên bản hoàn thiện cho cái ý tưởng đó. Và bây giờ chúng ta đang có được trên tay. Nói một tí về phiên bản này nha. Phiên bản này là phiên bản Nike và eBay đã hợp tác với nhau và làm việc nhằm kỷ niệm là 20 năm của những đôi SB đơn lô từ năm 2002 đến năm 2022. Cũng tưởng nhớ đến Sandy Bodecker, người có thể nói là giúp cho Nike sáng tạo ra được cái form của những đôi SB này. Thì ngày xưa các bạn biết là ngày xưa là những người mà chơi skateboarding á, là những người trượt ván á, họ sẽ không có một đôi giày có một cái form hoàn chỉnh. Thì từ khi có Sandy về thì ổng mới làm ra và đưa cái form này trở nên một cái mức gọi là hoàn chỉnh hơn, và nó sẽ là một trong những cái form mà Nike sẽ dùng để gọi là signature cho những dòng skateboard mà Nike đang bán hiện tại. Đôi giày này được lấy tông màu từ năm 2003, đó là nơi eBay ngày xưa, với cái form màu nó dựa trên cái logo eBay. Thì ngày xưa thì nó sẽ là một đôi hoàn chỉnh và cái màu với lại cái da nó sẽ hơi lợt hơn một tí, nó không giống như thế này. Thì đôi này sẽ được cắt làm 4 và được thay thế những cái phần cắt á, là vật liệu trong suốt. Phát hành cái đôi này á, thì các bạn biết là Kỳ và eBay đã cho bán 10 đôi đầu tiên theo dạng một hay một cái pack lớn, và trong những cái pack đó các bạn sẽ có là một cái đôi gồm một chiếc bên hình như là bên trái là hoàn chỉnh, bên phải là bị cắt đi rất là nhiều phần như thế này. Và đương nhiên là đôi giày này cũng có nằm trong đó, có nghĩa là từ lúc hoàn chỉnh đến lúc cắt ra và đến lúc ráp lại thành một đôi giày như thế này có trong đó hết. Và chúng ta sẽ có một cây cưa.
cây cưa đó sẽ có màu của eBay luôn, nên là các bạn có thể yên tâm ha. 10 cái pack đó sẽ được bán theo dạng đấu giá và toàn bộ số tiền đó sẽ được chuyển vào Bodecker Foundation. Có nghĩa cái quỹ này đó, nó sẽ thúc đẩy và trao quyền sáng tạo lại cho giới trẻ. Nó có rất nhiều học bổng về hướng giáo dục nè và định hướng nghề nghiệp khác nhau. Nói chung là Sandy muốn là thúc đẩy những người trẻ đưa cái sự sáng tạo và những cái mà họ đang có đưa ra thế giới, và luôn luôn muốn là cái sự sáng tạo của tuổi trẻ nó sẽ là một cái điều gì đó rất là hay, nó sẽ đưa cho tương lai của thế giới nó đi xa hơn. Nó không có định nghĩa ở việc là các bạn sẽ sản xuất một đôi giày, mà nó còn rất rất nhiều ngành nghề khác nhau. Thì cái quỹ này nó sẽ lập ra là nhằm mục đích đưa sự sáng tạo của những người trẻ đưa lên và giúp họ có những cái điều kiện để họ có thể thực hiện được những cái ý định mà và mục đích của họ mong muốn. Đó. Và trong cái sự kiện lần đó thì sẽ có một số đôi mà eBay cũng bán luôn, thì giống như là khá là nổi tiếng, giống như là Strawberry nè, Ray Fudet nè, rồi cả Y2Z nè, với giá $65. Cái giá đó là giá rất là thấp luôn, và nó hình như là giá của ngày xưa luôn ấy. Có một điều kiện là khi mà các bạn mua những đôi đó, các bạn phải mang chúng ra lướt trượt gì đó, giống như là sẽ không cho bạn resell. Nói chung là nếu mà có bán thì bán theo dạng usage đó. Rồi đó, nói chung là sự kiện này cũng khá là hay, nhằm để tưởng nhớ đến Sandy. Và các bạn thấy nè, chúng ta sẽ có full một colorway về eBay nè. Chất liệu da sẽ là da bóng nè, vật liệu trong suốt nè, giống như cao su vậy đó. Đó, nó sẽ bao phủ hoàn toàn. Chúng ta sẽ đi đến phần store box đầu tiên. Store box các bạn thấy nè, ở đây là một cái store box hoàn chỉnh và được cắt ra. Và các bạn có thể yên tâm là ở những cái phần cắt này nè, họ đều viền lại bằng hai cái lớp chỉ đi ngang qua, nên rất là chắc chắn ha. Hai lớp chỉ này sẽ mai vào cái lớp cao su trong này nè. Đó, cái phần cắt ở da là cắt rất là ok luôn, tại vì nó sẽ để cho các bạn thấy những cái sợi da ở trong nè, nó li chia ra như thế này nè. Đó, là một vết cắt rất là hay và đẹp ha. Rồi, các bạn sẽ có cái lớp layer màu vàng da bóng. Thì đặc điểm của những loại da bóng thì màu lên rất là đẹp, đỡ phải dơ hơn, khi chỉ cần dơ bẩn các bạn lau cái là ra. Đó, phần store box các bạn nhìn có những cái lỗ thông khí ở trên ha, chảy dài một cái lớp layer này lên đến phần hệ thống da dày luôn. Thì cái hệ thống da dày này các bạn thấy nè, nó sẽ kết hợp bởi hai lớp màu vàng và màu xanh lên tới hệ thống da trên này. Cái loại dây này á, cái dây này sẽ là dây mập và cái bản hơi dẹp một tí. Đây là một trong những cái loại dây gọi là điển hình của dòng SB, màu xanh dương ha. Và bên hai bên này sẽ là màu xanh lá, thì nhìn khá là đẹp á. Lưỡi gà đôi này mình thấy khá là đặc biệt, thì thường á, cái những lưỡi gà của những đôi SB á, lúc nào nó cũng mập và nhiều điểm xốp hơn. Đôi này thì nó sẽ may làm hai lớp, một cái lớp ở dưới nè, các bạn thấy nè, từ cái chỗ này nè đi lên tới trên này, phần giữa nè, nó sẽ là cái lớp đệm màu trắng giống như ở trên vậy nè. Đến cái phần cất khách chỗ này nè, các bạn thấy không? Đó, cái phần khách đây, nó đi lên đây thì họ sẽ mai một cái lớp cao su trong ở bên trong, thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Rồi, tiếp đến thì họ sẽ đệm cái may cái lớp đệm này ở trên nữa. Cái thác của lưỡi gà ở đây thì nếu như mình sẽ bật mí các bạn thôi, tại vì ít ai để ý lắm. Cái phần thác màu đỏ có chữ SB suit nè, với một cái hashtag là Night Forever, nó sẽ là một cái thác màu đỏ. Thì các bạn để ý là trước năm 2005 thì những đôi SB đơn low nó sẽ dùng cái thác này, có nghĩa là một cái thác rất là đơn giản, chỉ có SB suit thôi. Sau 2005 thì nó sẽ có hình như là một cái chữ R Nike gì ở đây nè. Đó, thì đến năm 2010 trở đi thì sẽ là một cái thác hoàn chỉnh như bây giờ á. SB rồi suit này, rồi ở dưới sẽ là SB Dunlop Pro. Đó, thì đó là những cái thác mà nó trải qua từng năm. Phần đệm xốp ở trong cái lưỡi gà thì rất là đặc trưng ha, rất là dày, được viền bởi một cái lớp màu xanh nè, các bạn thấy nè. Rồi, các bạn sẽ đi đến cái phần bên hông của đôi giày, các bạn có để ý nè, cái phần bên hông á thì nó sẽ là một cái lớp da trơn màu trắng, nó mang cái nhũ suit lên, và toàn bộ chỗ này nè, nó cắt ngang như thế này, nhưng những cái chi tiết của dấu suit bị cắt nè, phần da nè, nó đều làm rất là cẩn thận luôn. May các bạn rất là nhiều đường chỉ để nó dằn lại và nó không bị rách ra. Và cái điều đặc biệt các bạn thấy nè, ở cái phần cắt ở dấu suit nè, các bạn thấy là may một cái lớp màu xanh vô, xong rồi may vào phần màu trắng ở trên là cũng phần hệ thống dây phải may vào nữa nè. Đó, các bạn thấy không, và may luôn cả lớp cao su này, có nghĩa là họ phải may đến 3-4 lớp vải vào những cái vật liệu khác nhau, nhưng mà cái đường chỉ họ vẫn thẳng vẫn đẹp ha. Những cái lớp này nó không bị độn ra và nó rất là nằm đúng vị trí, nhìn rất là hay, như một đôi bình thường mà bị cắt ra luôn. Đó chính là cái mà mình thấy thú vị ở đôi này, có nghĩa là khi mà bạn muốn tái chế thứ gì đó nó sẽ rất là khó để hoàn chỉnh, nhưng mà đôi này nó rất là hoàn chỉnh nha.
những cái tỷ lệ về những cái phần của đôi giày nó đều không bị thay đổi. Sẽ có một cái phần từ hệ thống giày nè, đó, nó đi xuống cái mông sẽ là một cái lớp màu đỏ và da bóng. Các bạn có thấy chỗ này không? Mình ngay tay của Nara nè. Ở đây thì họ phải mai cái lớp màu trắng nè, một cái lớp màu xanh nè của Yosuit nè, mai một cái lớp màu đỏ nè. Nó mai chúng vào trong cái phần trong suốt này. Đó, cái lớp đệm màu xanh ở trên nữa. Đó, có nghĩa là ở đây nó sẽ chứa khoảng 4 lớp nhưng họ mai rất là chắc chắn nha, những cái chi tiết cũng không bị lòi ra và nó rất là đẹp và nằm sát vào trong đôi giày. Sau các bạn thấy nè, cái mông nó sẽ theo chữ SB và dấu suit. Đó, phần đệm màu trắng nè. Cái mông này các bạn để ý là nó sẽ giống như mấy đôi đơn thường luôn, nó cũng không khác biệt nhiều. À, điểm khác biệt thường là nó sẽ dày hơn do là nó có nhiều đệm thôi, cũng không khác biệt nhiều. Các bạn có thấy là toàn bộ nguyên một cái phần giày chúng ta sẽ cắt thành 4 mảnh, nó đều ở hai bên má, má trong và má ngoài, nó dùng xuống phần cả cái phần midsole luôn. Toàn bộ đôi giày làm rất là đều và rất là đẹp. Bên trong mình sẽ đệm may một cái lớp vải màu xanh, bên trong có rất là nhiều đệm SB mà. Đôi này thì mình khuyến khích các bạn nên mang full size, bởi vì những đôi SB thì thường phải lên size, nhưng mà đôi này mình thấy nó khá là mỏng bởi những cái lớp vật liệu nè, nên may true to size cho nó ok hơn. Cái phần midsole thì mình thích nhất bởi nó sẽ rất là khó. Các bạn thấy nè, hầu như là thay vì có một cái midsole màu trắng thì nó đến những cái lần cắt này nó sẽ chuyển thành cái màu trong suốt, nó làm tương tự như việc bị cắt đó. Nhưng mà hầu như ở đây nè, mình thấy giống như là công nhân họ phải may, phải quét sơn bằng tay á. Mình thấy những cái dấu hiệu đây là thủ công hết, không phải là dấu hiệu của máy đâu. Nó bị lem, nhưng mà lem không phải là lem bị lỗi, mà do là khi mà mình làm bằng tay á dễ bị lem. Đó, các bạn thấy nè, phần midsole đó phải chia ra thế này, rất là khó để làm một cái midsole như thế này. Đến cái phần outsole cũng vậy. Các bạn thấy nè, thường ví dụ như outsole 2 màu, 3 màu thì rất là dễ làm, nó sẽ chia ra hết, nhưng mà cái outsole này chỉ 2 màu thôi. Nhưng mà ở đây nè, nó ngắt ở phần chỗ cắt nè, nó màu đỏ, nó chuyển thành cái lớp trong suốt. Nó ngắt ngang thành màu đỏ, nó chuyển thành cái lớp trong suốt. Và các bạn có thể thấy là từ cái phần, khi mà mắt các bạn nhìn từ ngoài nhìn vào trong á, các bạn sẽ thấy nó sẽ đi thẳng vào trong và nó thẳng hàng hết, nó không có bị lem ở trong nữa, nên là nhìn nó rất là đẹp. Một cái điều mà mình sẽ lưu ý các bạn là thường những đôi SB đơn lô nó sẽ có một cái cục cao su ở đây, nó tách rời cái phần đế. Nhưng mà cái đôi này nó sẽ làm giống như ngày xưa, là dùng cái đế của những đôi đơn luôn, là cái đế phẳng, đế trơn, đế đúc đó luôn. Đó, nó dùng ở đây nè. Đó, và những cái giống như là thay vì những cái sao mà để cho nó bám sàn á, và những cái sao ở trên này nè, nó sẽ hơi trơn một tí, nó không có kiểu nhô ra giống như mấy đôi Jordan 1 luôn. Cái điều mà Nara muốn giới thiệu các bạn là phần lót của đôi giày. Lót của đôi giày cái điều nó khá là hay. Và đây là lót của đôi giày chúng ta. Thì các bạn có biết là đây là một trong những cái điểm đặc biệt của SB. Thì các bạn thấy nè, ở trong thì cũng giống như là nhung vậy đó, rồi nó in cái hình Sandy nè, với lại hình như là con trai của ông. Nhưng mà cái này là hình hồi trẻ. Đây sẽ là concept của cái đôi mà ngày xưa đã bị cắt ra. Đó, thì ông mang vào trong luôn. Đó, bây giờ hình ra đôi này. Đó, nói chung là đôi này in rất là đẹp, rất là đặc biệt. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây chúng ta sẽ có cái cục zoom nè, cái cục zoom nè, nó giúp chúng ta mềm và thoải mái hơn. Cho nên là DSP đơn lô lúc nào nó cũng rất là mềm, mềm ở phần gót. Cái phần zoom này nên là nó sẽ là một trong những cái mà gọi là trái tim của đôi giày, nên các bạn phải kiểm tra thật kỹ ha. Thì tổng thể đây là một đôi giày rất là đặc biệt. Nó về ý tưởng, về câu chuyện và mọi thứ nó đang có. Thì mình thấy là đôi giày này nó rất là đặc biệt bởi từ cái thiết kế đến ý tưởng, và nó cũng là một bản kỷ niệm nữa, nó rất là đặc biệt luôn. Nên là các bạn nào cần trong một cái dịp mà Tết sắp tới này, mình đi chơi này, đi cà phê này, đi rất là nhiều nơi mà cần một đôi giày nào đó nó rất ok, thì các bạn có thể chọn đôi này. Thứ nhất là êm và đẹp, thứ hai nữa là dễ mặc đồ lắm, các bạn mặc quần jean là vô hết. Cái fanpage cũng như Instagram mình sẽ để đây, nếu mà bạn nào thích những cái đôi giày mà mình sẽ có một cái fanpage và Instagram mình sẽ để đây, và mình sẽ để link ở phần miêu tả. Và nếu bạn nào muốn mua giày thì các bạn có thể inbox vào, những đôi giày mới nhất mình luôn cập nhật cho các bạn ha. Và cùng xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Bye bye.